Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và cảm ơn quý vị đang trực tuyến chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2018, Trish Thùy Linh rất hân hạnh được trở lại với chương trình để đem lại cho quý khán thính giả những công thức và khái niệm mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán và bất động sản với mục tiêu làm ra thật nhiều lời. Cùng với Thùy Linh trong chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc điều hành công ty NTV Financial Group. Anh là một investment banker, một underwriter có đường dài kinh nghiệm sát phạt trên thị trường chứng khoán trong hai thập niên qua với Goldman Sachs. Dạ, xin chào anh Vũ. Chào Trish Thùy Linh, xin chào quý vị khán giả của đài Asian World Media. Đây là chương trình thứ 20 chúng tôi mang đến cho quý vị. Thật là vui khi mỗi một thứ hai chúng tôi lên trên đài để mà làm những cái talk show như thế này, làm cho chúng tôi nhớ lại rất là nhiều cái kỷ niệm từ ban đầu, show số 1 đến 20. Và Thùy Linh đã cùng với tôi trong suốt cái thời gian sau này và rất là vui. Và khán giả đã gọi cho tôi và khen rất là nhiều lời khen đến Thùy Linh, một người trẻ tuổi nhưng có một cái bộ óc rất là năng động, linh hoạt, rất là học hỏi rất là mau và tìm hiểu cũng trong lĩnh vực bất động sản cho đến Wall Street rất mau. Tôi rất vui khi được hành được làm việc với Trish Thùy Linh. Chào Thùy Linh. Tuần này không biết là mình khán giả mình có cái điều gì. Lúc nào thì cũng rất là nhiều câu hỏi, nhưng trước khi để bắt đầu chương trình thì cho Thùy Linh xin chia sẻ một chút xíu là tại vì có rất là nhiều người coi show của Thùy Linh và anh Vũ và đã reach out to Thùy Linh qua Facebook của Thùy Linh. Và người đó hỏi tới, như lần trước thì Thùy Linh có chia sẻ về cái private fund của cái symbol là NTLF. Thì có cái anh kia ở trên Facebook, ảnh message cho Thùy Linh và hỏi về cái brochure. Và Thùy Linh hỏi là sao anh có thể biết tới chương trình này, thì anh nói anh qua xem qua trên YouTube cũng như trên Facebook, và anh đã nói là anh là một big fan của anh Vũ từ lâu rồi. Thùy Linh nghe thì rất là vui và cũng cảm ơn ảnh, thì ảnh đã request mấy cái brochure và hỏi là để làm sao để tiếp tục theo dõi được chương trình Kim Tiền Sát Phạt của anh Vũ. Đó cũng là một tin vui của những người mà thường xuyên theo dõi và ủng hộ Thùy Linh và anh Vũ. Để mở đầu chương trình thì Thùy Linh xin hỏi anh Vũ là trong tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã đánh thuế nhập cảng sắt vào Mỹ, làm thị trường rất thê thảm. Vậy Donald Trump, anh nghĩ ông ta làm như vậy có đúng hay không anh? Cảm ơn Trish Thùy Linh. Đây là một câu hỏi được rất là nhiều nhà kinh tế gia trong tuần qua đã phân tích. Mặc dù vậy, tôi chính cá nhân tôi cũng không giữ ý tất cả những cái phân tích nào của những kinh tế gia, từ nhất là những kinh tế gia của CNN, thưa quý vị. Cho nên tôi thành thật mà nói là những gì mà Donald Trump, president của chúng ta, tuyên bố và làm đều có một cái agenda ngoài sao rất là rõ ràng. Quý vị biết rằng sắt là một cái gì đối với nước Mỹ này nó không có quan trọng cho mấy. Cái số lượng nhập khẩu của sắt ở Mỹ này nó cũng chả ăn thua gì, chỉ 1% thôi, thưa quý vị. Và sắt thì cái giá trị của nó, một cái khối nó thật là bự, nhưng mà cái số tiền nó rất là nhỏ, quý vị theo, cho nên nó không ăn thua gì cả. Như vậy tôi nghĩ cái quyết định của Donald Trump mà đánh vô sắt là để làm gì, thì tôi nghĩ rằng có Trish Thùy Linh đã nghiên cứu về cái vấn đề này, để tôi muốn nghe cái phân tích của kinh tế gia Trish Thùy Linh. Cứ thưa quý vị, đây là một nhà kinh tế trẻ, mặc dù không có nói cho quý vị biết là nhà kinh tế này học ở đâu ra, nhưng mà đã có những cái chuỗi ngày đã nghiên cứu về kinh tế rất là rõ ràng. Thì hôm nay Trish Thùy Linh sẽ hé mở chút xíu về cái nhận thức của Thùy Linh về cái vấn đề này. Cảm ơn anh Vũ. Và cũng để chia sẻ với anh Vũ và quý vị, thì Thùy Linh ngày trước đi học thì cũng là major in finance, so finance và economics. Thì về kinh tế thì Thùy Linh cũng có coi tới và cũng thường xuyên theo dõi và nghiên cứu. Thì khi mà chúng ta nói tới nhập khẩu và xuất khẩu thì chúng ta sẽ nghĩ là khi mà cái sự nhập khẩu và xuất khẩu nó không quân bình với nhau, khi mà sự nhập khẩu nhiều hơn sự xuất khẩu thì chúng ta sẽ có cái trade deficit. Và hiện tại bây giờ nước Mỹ của chúng ta là đang ở trong tình trạng bị trade deficit.
chúng ta nhập khẩu cái goods and services nhiều hơn là chúng ta xuất khẩu ra ngoài. Như vậy thì có ảnh hưởng tới nền kinh tế của nước Mỹ hay không? Definitely, tại vì lúc nào nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là mạnh. Tại vì khi mà mình nhập khẩu nhiều quá thì cái nền kinh tế, những cái mà mình sản xuất trong nước không có được mạnh. Cái gì mình cũng nhập từ ngoài vô, mình không có công việc làm cho những người ở trong nước. Vậy thì cái unemployment rate nó cũng sẽ tăng lên. Như chúng ta đang nói tới là khi mà anh nói nhập cảng sắt, thì tháng 3 năm 2018, tức là vừa mới đây thôi, thì Tổng thống Donald Trump đã ra một cái quyết định là sẽ tăng cái thuế, cái tariff, tức là cái thuế đánh trên cái phần nhập khẩu steel, tức là sắt từ bên Canada qua. Vậy thì tại sao mà Tổng thống Donald Trump lại tăng cái tiền thuế của cái steel của Canada? Trong khi mà em thấy là cái người mà trade partner lớn của Mỹ không phải là Canada mà là China, là Tàu, và German, là Đức. Thì tại sao mà Tổng thống Donald Trump lại nhắm vô Canada vậy anh? Thưa quý vị, Trish Linh rất là khéo léo trong cái này. Quý vị thấy rõ ràng không? Already là Trish đã khai phá xíu, quý vị thấy rằng hai cái main deficit partner đó là China và German, chứ không phải là Mexico hay là Canada. Donald Trump làm những cái vấn đề này rất là quan trọng, tức là Donald Trump đang đòi hỏi cái gì? Nơi NAFTA. NAFTA là ba cái quốc gia nằm trong NAFTA, tức là Canada, Mỹ và Mexico, là họ giữ phần trong cái North America Trade Agreement với nhau. Thì trong cái trade agreement này đó, thì thật sự ra cái deficit nó quá quá không quan trọng đối với Donald Trump. Cái mà Donald Trump thấy còn quan trọng hơn đó là cái vấn đề về drugs, vấn đề về bạch phiến, vấn đề về drugs. Bên Mexico họ không có, chính phủ không có nặng tay đủ theo cái nhìn của Donald Trump để mà tiêu diệt cái vấn đề mà drugs nhập cảng vào Mỹ. Cho nên tôi nghĩ rằng, và luôn cả Canada cũng vậy, quý vị biết cần sa bên Canada nó nhập khẩu vào Mỹ nó còn ghê gớm hơn cả tất cả những cái thứ khác, vì đó là cái xứ trồng cần sa thích hợp nhất. Cho nên Mỹ nó hiện nay Donald Trump đang có một agenda để mà quật cái vấn đề đó. CNN và những cái đài khác nhảy ra nói về protectionism, cái đó là đúng, không có gì sai. Tại vì sao? Mình có cái lợi thế. Bây giờ thí dụ như Việt Nam mình áp dụng cái chính sách protectionism, tức là bây giờ nói giờ trade deficit nè, giờ tôi không trade với quý vị, tôi không có nhập khẩu đồ quý vị, tại vì quý vị không mua đồ của tôi, đâu có ai khe đâu, đúng không? Bây giờ thì nói thử với nước Mỹ, có nước Mỹ có khe không? Không, ok, không chịu thôi, khỏi nhập, đúng không? Cho nên á, nước Mỹ họ có quyền đó, tại vì nó có cái lĩnh vực nó rất là mạnh. Kính thưa quý vị, để tôi nói một cái vấn đề rất là nhỏ nhẹ ở đây. Mỗi một đồng đô la đó, Mỹ đó, xuất cảng cái gì quý vị? Máy bay. Một chiếc máy bay của Mỹ đó, bao nhiêu cái metric ton của steel để mà nhập vô, để mà bằng cái giá trị của chiếc máy bay, quý vị thấy không? Cho nên nó Mỹ này nó xuất cảng toàn là big dollars item, toàn là những cái thứ đồ mà big dollars item không à. Trong khi đó nó nhập vô lại toàn là mấy cái đồ kia là raw material vô thôi. Đây là cái nền tảng đúng nhất mà hồi xưa Lee Iacocca, tức là tổng giám đốc của Chrysler ngày xưa. Yeah. Lee Iacocca nói rất là rõ về việc đất nước này chúng ta nhập vào là nhập oranges, nhưng mà khi mà chúng ta xuất khẩu orange juice. Cái giờ chúng ta nhập vô là potato, là khoai tây, nhưng mà chúng ta xuất khẩu đó là potato chip, tức là những cái chip của potato. Chúng ta nhập vô sắt, quý vị, sắt dụng mà quý vị, nhưng mà xuất khẩu chiếc xe hơi, xuất khẩu nguyên một cái chiếc máy bay, quý vị thấy không? Tất cả những cái này là cái nền tảng mà nước Mỹ này nó nắm rất là rõ ràng, nhưng mà lại mình ra ngoài đó mình lại so sánh với raw material, đâu có khe đâu cái raw material đó đối với Mỹ nó chỉ là một cái chuyện không ăn thua gì hết. Nó rất là dễ đo lường, quý vị. Một ký là một ký, một pound, nó đã có một cái hệ thống trading bình thường, giá cả nó như vậy rồi. Cho nên cái deficit đó không có đụng chạm gì nước Mỹ cả. Nước Mỹ này vẫn là xuất khẩu cái knowledge base nó quan trọng hơn, và xuất khẩu cái labor. Tất cả những cái gì mà Mỹ đẩy ra, đẩy labor ra, chứ không có đẩy cái material ra đâu, quý vị. Cho nên đây là cái hiện tượng mà tôi nghĩ rằng nhìn phớt qua thôi, thì mình thấy rằng Donald Trump thật là một cái tai này, làm protectionism làm cho thị trường rớt 500 điểm. Quý vị, thị trường rớt 500 điểm nhưng mà khi họ bừng tỉnh lại sáng hôm nay nó bật ngược lại 300 mấy chục điểm, và in fact bây giờ nó còn trở ngược lên, nó thử lại cái mức 26.000. Tại sao? Tại vì sau khi người ta tỉnh lại nó mới thấy rõ ràng Donald Trump có một cái agenda,
dễ đọc lắm, rất là dễ đọc. Tại sao mình không attack German với China, tự nhiên các bạn quay qua attack Canada. Đơn giản quý vị, drugs agreement đã put out, Donald Trump nó nói rõ ràng, you guys control drugs, đâu ra đó, để không có đụng chạm đến nước Mỹ này nữa. Rồi thì sẽ có một cái điều mới. Vì tôi nghĩ rằng đó là cái điều quan trọng đối với Donald Trump bây giờ. Wow, rất cảm ơn anh Vũ. Một cái nhận xét rất là khách quan mà cũng rất là cụ thể. Thực ra không biết mọi người như nào, nhưng riêng Thùy Linh thì Thùy Linh cũng là một big fan của Donald Trump. Chúng ta hôm nay không có nói về chính trị. Dạ, chúng ta không có nói về chính trị, nhưng mà cá nhân tôi cũng không dám bộc lộ quý vị biết là tôi thích ai, nhưng mà trong cái cách mà chúng tôi nói chuyện thì quý vị hy vọng rằng quý vị biết rằng chúng tôi là pro cái nào. Nhưng mà không, tôi nghĩ rằng chúng tôi pro cái bên nào mà làm thật là nhiều tiền cho thị trường chứng khoán, thật là nhiều tiền cho kinh tế này. Thì tôi nghĩ rằng những ngày xưa tôi rất là thích Bill Clinton, mặc dù Bill Clinton là cũng trong cái đảng dân chủ, nhưng mà Bill Clinton có một cái đầu óc vĩ đại về vấn đề mà làm ra tiền, quý vị, rất là hay. Mặc dù Bill Clinton với Donald Trump cả hai đều là tổng thống nổi tiếng mà cũng cả hai đều mê gái hết phải không? Cho nên tôi sẽ nghĩ không sao, tổng thống có quyền điều đó. Tôi thấy tất cả những người tổng thống thế giới này, tôi nghĩ nước Mỹ này thật sự là có những người nhà tổng thống rất là đạo đức hơn tất cả những cái tổng thống nào thế giới này. Không có tổng thống nào trên thế giới này mà có ít hơn 5 thê 7 thiếp, nhưng mà không ai dám đem ra nói hết á, đúng không? Chỉ có đất quốc nhà nước Mỹ này thôi, chỉ cần nhúc nhích cái là bị nói rồi. Cho nên quý vị cũng nhượng bộ cái phần này chút xíu. Chúng ta nói một chút xíu cho vui thôi chứ cũng không có gì hết. Dạ, thì để tiếp tục thì anh cho em hỏi là cái thị trường đang lẩn quẩn ở chỗ 24.500. Vậy anh nghĩ trong tuần này chuyện gì sẽ xảy ra với thị trường chung? Trong tuần này thị trường đã củng cố thêm 5 ngày nữa nha quý vị. Trong tuần này nó sẽ nhấp lên nhấp xuống khoảng 300-350 điểm mỗi ngày. Tôi nghĩ nó sẽ nằm vòng vòng cỡ 24.500 cho đến 25.000, khoảng đó thôi. Xong rồi bắt đầu tuần tới nữa nó sẽ take off từ đây, nó sẽ lên nó thử là 26.000. Mà tôi nghĩ cái xác suất mà break out 26.000 rất là cao. Cho nên quý vị stand by và nhớ rằng 26.000 sẽ là cái mức mà nó take out, nó sẽ lên khoảng 27-28.000. Và tôi nghĩ rằng đó là cái chiều hướng chung của thị trường chứng khoán trong 4 năm tuần nữa. Wow, yeah. Cảm ơn anh Vũ. Speaking of standby thì xin quý vị hãy giữ màn hình của Asian World Media. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ với nhiều thông tin mới lạ, hấp dẫn hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn quý vị.